Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Chúng ta tiếp tục với lại bài giảng trên núi và các phước lành của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đi đến cái phước lành cuối cùng ở trong sách Matthew đoạn 5 câu số 11 và câu số 12. Matthew đoạn 5 câu số 11 và câu số 12. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Một trong những điều rất thú vị mà chúng ta thấy ở trong cái lời hứa ơn phước này khác với lại tất cả những cái phước lành trước đó. Cho dù từ cái phước lành đầu tiên là phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Tất cả lần lượt những cái phước lành trước đó là cái người mà muốn nhận cái phước lành phải làm một gì đó, phải thỏa đáp được cái điều kiện thì mới nhận lãnh được phước lành. Cho đó mà cái người ở trong cái câu chuyện, ở trong cái tình huống đó chủ động để bản thân mình có thể nhận lãnh được phước lành của Chúa. Một người với bản tánh kiêu căng, với sự hung hăng nhưng mà giờ phút này học được bài học về sự nhu mì, về sự khiêm nhường, về sự hạ mình. Đặc biệt trước mặt Đức Chúa Trời đấng thấy được, biết được tất cả con người của chúng ta. Và khi mà một người thay đổi, chủ động thay đổi cuộc đời của mình. Thì cái lời hứa ở trước đó là phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đó. Do đó mà ở những cái phước lành trước đây thì cái người muốn nhận lãnh cái phước lành đó sẽ làm một cái gì đó đáp ứng được điều kiện thì sẽ nhận lãnh được. Nhưng ở trong câu số 11 và câu số 12 mà tôi vừa mới chia đọc cho với ông bà anh chị em là chúng ta cái phước lành này nó lại ở cái thế bị động, nó không quan liên quan tới những gì chúng ta làm mà thật ra nó liên quan tới những gì mà người khác làm cho chúng ta. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Do đó mà điều này nó hoàn toàn mình không biết khi nào mà người ta mắng nhiếc, người ta bắt bớ, người ta vu những cái điều dữ cho mình. Nhưng nếu khi điều đó xảy ra và đặc biệt điều đó xảy ra vì danh Chúa, vì cớ Ngài, vì chúng ta là người chọn đi theo con đường chính đáng của Đức Chúa Trời. Chúng ta chọn sống theo cái đời sống mẫu mực mà Kinh Thánh dạy dỗ. Khi chúng ta chọn thực hiện cái công việc mà Chúa giao cho mỗi Cơ Đốc nhân chân thật, mỗi người tin Chúa thật lòng để thực hiện và vì chúng ta làm những điều đó đã khiến cho những người khác họ không hài lòng, họ bực bội, họ mắng giết, họ bắt bớ và ở trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta sẽ nhận lãnh được cái lời hứa ơn phước ở nơi đây. Có ba điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với ông bạn anh chị em để kết thúc cái phần bài giảng liên quan tới các phước lành của Đức Chúa Giêsu. Điều đầu tiên, sự bắt bớ đối với con cái của Chúa về những người chân thật đi theo Ngài không phải là một điều mới mẻ. Không phải chỉ ở trong thời Đức Chúa Giêsu hoặc là ở thời của chúng ta từ xa xưa ở trong thời của Kinh Thánh. Một lý do rất đơn giản là khi mà một người chọn đi theo Chúa thật lòng. Giống như là chúng ta đã chọn từ bỏ cái 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 sự tâm tối, nay chúng ta chọn đi theo con đường của ánh sáng thì với những cái những người còn ở trong cái cái sự tăm tối trước đây, những bằng hữu những mối quan hệ của chúng ta trước đây và kể cả những người mà không hề quen biết nhưng mà họ đang chọn đi theo con đường của thế gian thì ngay lập tức chúng ta sẽ trở thành một cái gì đó rất khó chịu, giống như là một cái lời nhắc nhở luôn luôn về cái lối sống buông thả đi theo thế gian của họ. Và chính vì lý do đó mà những con cái chân thật của chúa sẽ luôn là đối tượng bị tấn công ở mọi thời đại sẽ có sự bắt bớ sẽ có sự mắng nhiếc sẽ có những cái lời bị vu những cái lời dữ đến trên những người theo chúa thật lòng và trong những cái hoàn cảnh như vậy chúng ta sẽ nhắc nhở bản thân rằng mình không phải là trường hợp đầu tiên mình không phải là trường hợp duy nhất đã có rất nhiều những anh chị em đã có rất nhiều những tổ phụ đức tin của chúng ta cũng đã từng ở trong cái hoàn cảnh tương tự như vậy và họ đã vượt qua được để nhờ đó mà họ xứng đáng được gọi là những người theo chúa thật lòng và chính vì vậy và phần thưởng sẽ dành cho những ai vượt qua được tất cả những cái sự thử rèn như thế do đó mà điều đầu tiên là chúng ta không phải là duy nhất sự bắt bớ không phải là một cái gì đó nó mới mẻ chỉ xảy ra ở trong thời của chúng ta qua việc mà chúng ta ôn lại tấm gương của những anh hùng đức tin ở trong kinh thánh về việc mà họ đã đối diện khi mà họ đối diện với gặp gỡ đương đầu với là những sự mắng nhiếc những sự bắt bớ việc mà khi mà người ta đem những cái lời dữ vu oan cho họ tôi nghĩ tới một joseph sống ở nơi đất khách quê người trong nhà của Potiphar và vì chọn đi theo đường lối của đức chúa trời joseph hết lần này tới lần khác bị vợ của Potiphar cám dỗ và joseph đã trả lời rằng làm thế nào mà tôi dám làm điều đại ác dường ấy phạm tội không phải là cùng cùng con cái loài người mà phạm tội cùng chính đức chúa trời của tôi joseph luôn luôn ý thức được rằng có một đức chúa trời thấy biết tất cả mọi sự và ông không muốn làm một điều gì để tổn hại tới mối quan hệ giữa mình với lại đấng cứu chuộc của mình và đương nhiên vì cái sự chung kiên vì một cái tấm lòng trong sạch như vậy và chúng ta thấy cái phần kết của câu chuyện Joseph đã bị chính cái người phụ nữ đã hết lần này tới lần khác dụ dỗ không được bà đã vu oan bà đã vu lên là Joseph đã đã gọi là có ý để hãm hại bà và rồi từ một người tốt vào phút này Joseph lại trở thành một cái cái người rất xấu xa và nếu như không có sự bảo vệ sự che chở từ đức chúa trời có lẽ joseph đã không giữ được tính mạng của mình ở trong cái hoàn cảnh đó và joseph không phải là trường hợp duy nhất ở trong kinh thánh chúng ta thấy về những những trường hợp khác về những người mà khi mà chọn làm theo mẫu mực của kinh thánh sẽ luôn luôn khiến cho những người ở những cái tiêu chuẩn thấp hơn ở những cái giá trị thấp hơn họ sẽ luôn luôn tìm cách để mà tấn công điều thứ hai đó chính là thái độ của chúng ta khi mình biết được rằng mình không phải là trường hợp duy nhất. Biết được rằng những điều này nó ngoài cái khả năng của mình, ngoài sự kiểm soát của chúng ta, chúng ta không biết khi nào mình bị bắt bớ. Chúng ta không biết ai sẽ mắng nhiếc mình. Mình sẽ không biết người ta sẽ vu những cái điều dữ nào đến với cuộc đời của chúng ta. Nó hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Điều mà chúng ta có thể kiểm soát được đó chính là thái độ của chúng ta. Khi mà những cái nghịch cảnh như vậy đổ trên cuộc đời của mình. Câu số 12, hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ. Một cái lời dạy dỗ mà tưởng chừng như rất là mâu thuẫn, rất là khó làm theo. Làm sao mà trong cái bối cảnh mà tôi bị bắt bớ, tôi bị mắng nhiếc, tôi bị nói những cái điều oan ức như vậy mà tôi lại lại phải vui vẻ và mức nức lòng mừng rỡ như thể là mình mình được một cái phần thưởng, mình được một cái công trạng, mình được mình được một cái gì đó tuyệt vời đến trong cuộc đời của mình. Lý do ở trong đây đó chính là chúng ta có một Đức Chúa Trời công bình. Ngài được gọi là quan án công bình. Đức Chúa Trời đấng thấy và biết được và hiểu được những gì mà con cái của Ngài đã trải qua. Có thể có đôi lúc chúng ta đương đầu với lại những cái sự thử thách đức tin đó trong cái cảnh đơn độc. Không ai biết được những gì mình đương trải qua không ai biết được rằng để có thể đi theo chúa chúng ta đã phải trả cái giá như thế nào cái thập tự mà chúng ta phải gánh phải vác nó nặng nề ra làm sao đã có những người bị tất cả những người ở xung quanh kể cả những người thân ở trong gia đình chống đối khi họ chọn đi theo chúa đã có những lời dữ đã có những sự bắt bớ có những người bị mất công ăn việc làm có những người phải đánh mất đi rất nhiều mối quan hệ tình cảm ở trong gia đình và ngoài xã hội chỉ để có thể trọn vẹn và chung kiên với lại cứu Chúa của mình. Và điều an ủi đối với chúng ta là Chúa biết hết tất cả những thứ đó. Và Ngài sẵn sàng ban cái phần thưởng xứng đáng với lại cái sự hy sinh của chúng ta dành cho duyên cớ của Chúa. Và đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta là phải có một cái thái độ tích cực khi mà chúng ta thấy những điều đó ở trong đời sống đức tin của chúng ta là bởi vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm điều thứ ba mà chúng ta thấy được từ ở trong cái phần kết của cái lời những cái sự dạy dỗ liên quan tới phước lành bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy chúng ta qua những trang sách ở trong kinh thánh chúng ta học từ những người đầu tiên là a bên vì cái tấm lòng trong sạch vì sự vâng lời đã trở thành nạn nhân của cái sự ganh ghét của ca in người thân ở trong gia đình người anh ruột của mình khi mà chọn đi con đường ngược lại với đại đức chúa trời và xuyên suốt dòng lịch sử những gương anh hùng đức tin đó, một số người trong số họ đã được liệt kê tên nằm ở trong sách Hebrew đoạn 11 về những tấm gương đó để cho chúng ta ôn lại từ cuộc đời của họ để rồi chúng ta có thể rút ra được cho đời sống của chúng ta để chúng ta cũng có động lực để chúng ta làm theo. Nhưng theo như tác giả của Hebrew, Hebrew đoạn 12 nhắc nhở cho chúng ta một điều Hebrew đoạn 12 sau ngay cái chương mà gọi là đoạn 11 nói về những anh hùng đức tin ở trong đoạn 12 thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vay lấy như đám mây rất lớn chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúng ta được kêu gọi là nhìn Đức Chúa Giêsu là mẫu của chúng ta, là cội rễ, là cuối cùng của đức tin của chúng ta. Cũng chính tác giả Hêbơrơ đã nói rằng chúng ta không phải có một thầy tế lễ mà không có hiểu những gì mà mình đang trải qua. Đức Chúa Giêsu đã sống trên cuộc đời này, Ngài vốn là con trời, nhưng mà Ngài sẵn sàng mặc lấy xác thịt của con người của chúng ta. Mang lấy cái hình ảnh, cái hình thể này để Ngài sống giữa con người của chúng ta. Để rồi, Ngài cũng đã trải qua tất cả những gì mà chúng ta trải qua. Để như tác giả của Hebrew đã nói, để Ngài có thể thấu hiểu chúng ta. Và đó là lý do tại sao mà Ngài đã trở thành đấng cầu thay, thầy tế lễ thượng phẩm, gương mẫu, mẫu mực nhất mà mỗi người, mỗi tội nhân có thể có ở trong cuộc đời này. Biết được rằng có một đấng đã trải qua tất cả những gì mà tôi và quý ông bạn chị em đã trải qua. Và đến đó, hiểu được tất cả những gì mà chúng ta đang đương đầu hiện nay thì không có gì tuyệt vời hơn là cái lời hứa là chúng ta có thể đến với Ngài, tâm sự với Ngài, chia sẻ với Ngài tất cả những nan đề, những nhu cầu của mình. Và trong những cái tình huống mà chúng ta đối diện với là cái sự thử thách bắt bớ đức tin như vậy, chúng ta biết rằng mình không có đơn độc. Đức Chúa Giêsu đã đến nơi thế gian này. Suốt 3 năm rưỡi chức vụ, khi gặp người đau, Ngài chữa lành. Khi gặp người đói, Ngài cho ăn. Những người bị quỷ ám, Ngài đã giải thoát họ khỏi cái sự áp bức của những cái quyền lực đen tối. Người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói lại được. Và kể cả những người chết, Đức Chúa Giêsu cũng đã khiến sống lại. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy những gì mà Ngài nhận được. Thậm chí khi Đức Chúa Giêsu chữa lành cho cái người bị quỷ ám, những người chống đối Ngài đã vu vu những cái lời dữ đã nói rằng Ngài đã dùng cái quyền của Chúa quỷ đó là do tại sao mà Ngài có thể trừ được, đuổi được những cái quỷ dữ kia. Do mà Đức Chúa Giêsu đã đón nhận những cái lời mắng nhiếc, những cái lời bắt bớ. Rất nhiều người bản thân họ và người thân ở trong gia đình của họ đã từng nhận lãnh được đã cảm nhận và và chứng kiến cũng như là một phần trải nghiệm được cái quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Nhiều người trong số họ đã từng ăn những cái miếng bánh mà Đức Chúa Giêsu đã đã hóa phép lạ làm ra để cho nhiều ngàn người ăn và rồi cũng chính những con người đó vây xung quanh khi Đức Chúa Giêsu được đem ra để mà khi Phi-lát đưa ngài ra trước mặt mọi người và hỏi rằng ta phải làm gì với người này đây. Và nhiều người trong số họ đã la lên rằng hãy đóng đinh nó trên thập tự giá. Hãy đóng đinh nó trên thập tự giá. Ngài bị mắng nhiếc, Ngài bị sỉ vả, Ngài ngài bị tất cả những gì mà Ngài không đáng nhận. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã cam chịu tất cả những điều này. Bên cạnh việc để làm gương cho chúng ta. Bên cạnh việc để có thể thấu hiểu những gì mà con cái của Ngài, dân sự của Ngài ở mọi thời đại sẽ trải qua Đức Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả những điều đó để nhờ đó mà quý ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi tìm lại được niềm hy vọng, có được sự cứu rỗi ở trong sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Do đó mà tác giả đã nhắc nhở cho chúng ta về cái một cái trải nghiệm ở trong cái đời sống tâm linh nhìn thoạt qua như là một cái nghịch cảnh nhưng thật ra ở đằng sau tất cả mọi sự nếu như chúng ta vẫn giữ được sự trung tín của mình đối với lại Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ được phần thưởng kể cả ngay ở trong cuộc đời này và đương nhiên là chắc chắn là phần thưởng lớn khi Ngài trở lại. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Joseph không cần đợi cho tới khi nhận được phần thưởng ở trên trời kể cả ngay cái giai đoạn mà ông ở nơi đất egypto ông đã được cất nhắc lên để giữ cái chức vụ tể tướng trên tất cả mọi người chỉ ở dưới pharaoh chúng ta có một daniel tuy ở một cái vị trí thấp hẹn ở trong xã hội của babylon thời bấy giờ nhưng daniel và những người bạn thân của mình đã cương quyết kinh thánh ghi rằng không chịu ô uế ở trong lòng không có chấp nhận ăn những cái đồ ăn ô uế mà nhà vua ban cho với cái rủi ro là có thể đánh mất đi cái cơ hội thăng tiến, đừng nói chia tới tính mạng của mình, cũng bị nguy hiểm. Và hết lần này tới lần khác trong suốt 70 năm ở trong cuộc đời của mình, ở nơi xứ Babylon kia, giữa một cái xã hội đầy những cái ngoại giáo như vậy, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được về một cái con người từ khi là một chàng trai trẻ, thanh thiếu niên, cho tới khi cuối cuộc đời của mình, vẫn trung tính với Chúa ở trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi phải đương đầu với cái chết. Và chúng ta thấy Chúa cũng đã cất nhắc Daniel từ một người phu tù không ai nghĩ lại có thể trở thành người đứng thứ hai ở trong cái đế chế của Babylon cũng trên tất cả mọi người, chỉ ở dưới nhà vua là như vậy. Họ là những người đã đối diện với lại những sự bắt bớt. Họ là những người đã đối diện với lại những sự mắng nhiếc Họ là những người mà đã chịu những cái điều dữ vu lấy mình. Đó có lẽ trong tất cả những người ở trong cái đế chế của Babylon sẽ không có ai trung thành với lại vua Babylon cho bằng Daniel. Và kể cả sau này khi mà Babylon sụp đổ, khi mà Darius lên làm vua, cái đế chế mới là Medo-Ba Tư, tôi cũng có thể khẳng định rằng không có một người nào trung thành với lại nhà vua cho bằng Daniel. Nhưng mà rồi họ đã vu oan họ đã nói với lại vua Darius rằng có một người, có một phu tù ở trong vương quốc của vua dám ngang nhiên trái mạng lệnh của vua. Họ đã bóp méo đi cái sự thật và để rồi với cái mục đích là tấn công con cái chân thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trong sách Daniel đoạn 6 cái hình ảnh mà vua Darius đã bối rối ra làm sao đã có một chút hối hận ở trong đó khi biết rằng mình đã mắc mưu những cái cái kẻ ở dưới quyền rắp tâm hãm hại Daniel. Ông biết rằng Daniel đã bị vu oan. Ông biết rằng Daniel đang trải qua những cái sự bắt bớ, cái sự thử thách đức tin, cái sự chung kiên và được chúa dạy. Tạ ơn Chúa là tất cả những anh hùng đức tin đó, họ đều đã vượt qua được bài kiểm tra thử thách của mình. Và để rồi, họ đã trở thành những nhân chứng, những người mà đã làm cả sáng danh của Đức Chúa Trời để nhờ đó mà tất cả không phải chỉ có những người ở xung quanh đó chúng ta có thấy khi mà Nebuchadnezzar rồi sau này đa rút ban chiếu chỉ ra cho tất cả mọi người ở trong cái đế chế đó để biết về một Đức Chúa Trời quyền năng đấng đã bảo vệ đấng đã ở cùng con cái của Ngài và đó cũng là Đức Chúa Trời mà ngày hôm nay quý ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi chọn để thờ phượng Ngài cuộc đời theo Chúa như ở trong cái lời hứa ở phước lành trước tuần trước mà tôi đã chia sẻ cùng với ông bà anh chị em là một con đường đầy khó khăn đầy trong gai nhưng nó là những gì mà chúng ta có thể tự hào và thấy rằng xứng đáng nhất ở trong sự lựa chọn của mình và khi chúng ta chọn trung tính với Chúa trong suốt phần còn lại của cuộc đời của mình thì như tôi đã chia sẻ cùng với ông bà anh chị em chẳng những có phần thưởng lớn đang chờ đợi chúng ta ở trên trời mà kể cả ngay ở trong đất này chúng ta sẽ có được sự bình an chúng ta sẽ cải nhiệm được ơn phước và sự quan phòng của chúa sự bảo vệ sự gìn giữ của ngài kể cả ngay ở trong hoàn cảnh này của cuộc đời chúng ta không biết khi nào những sự bắt bớ sẽ đến chúng ta không biết những lời mắng nhiếc nào sẽ đổ xuống trên cuộc đời của mình và ai sẽ đưa ra những cái lời vua oan nào cho mỗi người ở trong chúng ta. Nhưng chúng ta biết được rằng có một Đức Chúa Trời thành tính, có một Đức Chúa Trời công bằng và một Đức Chúa Trời yêu thương, sẵn sàng, chăm dình và bảo vệ mỗi người ở trong chúng ta, tựa như ở con người ở trong mắt Ngài. Đức Chúa Giêsu đã kết thúc cái cái phần đầu của cái bài giảng trên núi của Ngài liên quan tới các phước lành. Và những gì mà Ngài dạy dỗ đoàn dân đông thở xưa vẫn còn nguyên giá trị Đối với chúng ta ngày hôm nay, tôi kêu gọi với anh bạn chị em thỉnh thoảng vẫn ôn lại những cái ơn phước này, những cái phước lành này và để rồi khi chúng ta thấy được những cái điều kiện đề ra ở trong những cái phước lành đó và khi chúng ta làm theo thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lãnh được tất cả những cái lời hứa ơn phước ở trong đó. Có những cái phần thưởng là cho đời này. Có những lời hứa ơn phước là cho đời sau và có những cái phước lành là cho cả đời này lẫn đời sau và tất cả thiên đàng đang chờ đợi để đổ những cái phước lành này xuống trên từng cuộc đời của mỗi người ở trong chúng ta nếu như chúng ta sẵn sàng hạ mình nếu như chúng ta sẵn sàng phó thác ý riêng của mình để đi theo đầu phục ý muốn của đức chúa trời và làm theo và khi như vậy chúng ta sẽ nhận lãnh một cách đầy đủ và trọn vẹn tất cả những phước lành mà chúa đã phán dạy với đoàn dân thở xưa. Tôi ước ao và mong rõ rằng tất cả mỗi quý ông bạn chị em cũng như tôi. Sẽ lần lượt trải nghiệm những cái lời hứa ơn phước này. Ngay trong chính cuộc đời của chúng ta. Và rồi mỗi người trong chúng ta sẽ trở thành những nguồn phước. Để chúng ta cũng chia sẻ lại những cái ơn phước đó. Cũng nói cho mọi người biết về tình yêu thương. Về sự cứu rỗi. Về một Đức Chúa Trời yêu thương, quan phòng và giàu lòng thương xót. AMEN